đã từng nghe đến cách giảm cân bằng giờ may chưa? Bạn có thấy hoài nghi về hiệu quả của giảm cân bằng giờ may không? Nếu bạn đang tìm phương pháp giảm cân tại nhà đơn giản mà chưa biết nên bắt đầu từ đâu, thì hãy cùng Blog Đẹp tìm hiểu về phương pháp giảm cân bằng giấm và uống giấm bao nhiêu lâu thì giảm được cân bạn nhé. Vì sao giấm giúp giảm cân? Giấm ăn có thành phần axit acetic, axit citric và axit amin, làm thúc đẩy sự trao đổi chất ở trong cơ thể, tăng quá trình đốt cháy năng lượng và làm giảm chất mỡ. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng giấm làm hạn chế việc tích mỡ bụng, giúp giảm cân, giảm béo nhanh chóng và hiệu quả. Chính vì vậy mà phương pháp giảm cân bằng giấm là có hiệu quả. Uống giấm bao lâu thì giảm cân? Khi bắt đầu giảm cân bằng giấm, chắc chắn các bạn cũng thắc mắc uống giấm bao lâu thì giảm cân đúng không nào? Thật ra rất khó để đưa ra được chính xác thời gian uống giấm giảm cân, vì còn tùy thuộc vào cơ địa, chế độ sinh hoạt, ăn uống, luyện tập của từng người nữa nhé. Nhưng mà nhìn chung, uống giấm giảm cân sẽ bắt đầu có tác dụng ngay từ tuần đầu tiên áp dụng, nhưng chỉ hiệu quả với những người ăn uống khoa học, thể dục thể thao, uống giấm đúng cách thì sẽ giảm cân được thành công. Bắt đầu từ 1 cho đến 2 tuần áp dụng phương pháp giảm cân bằng giấm, bạn có thể giảm được tối đa từ 4 đến 6 cân. Cách uống giấm giảm cân hiệu quả nhất. Uống giấm để giảm cân không đơn giản như bạn nghĩ. Nếu bạn không biết cách uống giấm để giảm cân đúng cách thì bạn có thể bị viêm loét dạ dày đấy nhá. Blog Đẹp sẽ mách các bạn những công thức giảm cân bằng giấm như sau. 1. Uống giấm táo giảm cân. Khuấy đều 5 muỗng giấm táo cộng 1 muỗng mật ong nguyên chất. Hằng ngày thì uống giấm táo mật ong trước mỗi bữa ăn. Ngoài cách uống giấm táo giảm cân thì món salad trộn giấm táo cũng giúp bạn giảm cân đấy nhá. Khi giảm cân bạn hãy tăng cường rau củ quả để bổ sung đủ vitamin và chất xơ cho cơ thể bạn nhá. Uống giấm táo giảm cân là cách giảm cân hiệu quả và tiết kiệm có thể thực hiện tại nhà. Tác dụng phụ của việc giảm cân bằng giấm táo là khiến cho hệ tiêu hóa của bạn chậm lại. Khi bạn uống giấm táo giảm cân với liều lượng quá lớn, sẽ làm tiêu giảm đi các khoáng chất trong cơ thể. 2. Uống giấm gạo giảm cân. Khuấy đều 200ml giấm gạo với 15ml nước trà xanh. Mỗi sáng thì uống giấm gạo ngay sau khi ăn xong bữa sáng. Bạn có thể uống giấm gạo giảm cân cũng hiệu quả không kém. Giấm gạo còn giúp đánh thức các cơ quan hoạt động trơn tru sau một giấc ngủ dài, giúp bạn tỉnh táo và sảng khoái hơn. Ngoài cách uống giấm gạo giảm cân, bạn cũng có thể trộn salad, thịt cá, rau củ với giấm gạo để giảm cân hiệu quả và nhanh chóng hơn nhé. 3. Giảm cân bằng giấm đen. Pha 5 muỗng giấm đen với 3 muỗng mật ong, chia làm 2 lần uống trước bữa ăn trong một ngày để giảm cân nhanh chóng. Giấm đen được làm từ đậu đen hoặc là gạo lứt, chứa rất nhiều chất xơ, chất đạm và vitamin, nên bạn có thể uống giấm đen giảm cân an toàn. Mặc dù cách uống giấm đen giảm cân có tác dụng chậm hơn so với việc uống trực tiếp, tuy nhiên sẽ ít ảnh hưởng đến dạ dày của bạn và bạn cũng có thể áp dụng cách giảm cân bằng giấm đen một cách lâu dài. 4. Giảm cân bằng giấm táo mèo. Cho 3 thìa giấm táo mèo vào ly nước lọc, khuấy tan đều và không thêm đường, chia đều 3 bữa và uống liền trong ngày. Giảm cân bằng uống giấm táo mèo rất là thông dụng vì nó có hiệu quả đốt cháy mỡ thừa, tạo cảm giác no lâu nên bạn dễ dàng đạt được cân nặng lý tưởng. Giảm cân bằng uống giấm táo mèo còn giúp bạn hạn chế lượng calo hấp thụ vào cơ thể nữa nhé. Uống giấm giảm cân đúng cách thì cần lưu ý những gì? Khi áp dụng bất kỳ phương pháp giảm cân nào, bạn cũng quan tâm đến cách dùng cho đúng để không bị phản tác dụng. Uống giấm giảm cân là phương pháp giảm cân hiệu quả và an toàn nếu bạn tuân thủ đúng những nguyên tắc sau đây. Thứ nhất, chọn giấm giảm cân rõ nguồn gốc, đảm bảo an toàn. Bạn nên chọn những loại giấm có nhãn mác hoặc tốt nhất là giấm nuôi để an toàn hơn. Lưu ý thứ hai, sử dụng giấm giảm cân đúng liều lượng. Mặc dù giấm giảm cân khá là an toàn và giấm cũng là gia vị quen thuộc trong bữa ăn, tuy nhiên bạn không nên uống giấm không để giảm cân vì sẽ làm tổn thương đau bao tử. Bạn nên pha giấm với những nguyên liệu khác để giảm tính axit bạn nhé. Giảm cân bằng giấm đúng khoa học để đảm bảo không ảnh hưởng đến sức khỏe. Mặc dù uống giấm có tác dụng giảm cân, nhưng bạn cũng nên vận động thường xuyên, không ăn thực phẩm gây tích trữ mỡ thừa, hạn chế ăn đồ ngọt, nước ngọt, rượu bia, vân vân để giảm cân hiệu quả hơn nhé. Lưu ý thứ tư, những người đau bao tử không được uống giấm giảm cân vì giấm có vị chua chứa axit acetic. Axit này không có lợi cho dạ dày, nhất là khi đói. Lưu ý thứ năm, tuyệt đối chỉ được dùng giấm trong thời gian nhất định, không nên dùng giấm giảm cân kéo dài. Uống giấm là cách giảm cân được rất nhiều người truyền tai nhau vì giấm có hiệu quả giảm cân khá tốt. Chúc các bạn sẽ lấy lại được cân nặng mong muốn của mình với những cách giảm cân bằng giấm mà Blog Đẹp vừa gợi ý trên đây nhé. Video hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé.